Không riêng ở Hà Nội, thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các sự cố đào móng xây nhà, làm nứt nghiêng, thậm chí là sập đổ nhà hàng xóm, khiến nhiều người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản. Tại sao những ngôi nhà cao tầng về lý thuyết phải được thiết kế, thẩm định kỹ lưỡng trước khi xây dựng lại có thể tác động tiêu cực đến các công trình bên cạnh đến như vậy? Ghi nhận sau của phóng viên VTC14 sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân của tình trạng này. Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng. Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các sự cố nhà sập khiến nhiều người thiệt mạng. Điểm chung của những vụ việc này là đều xảy ra khi một ngôi nhà nào đó được xây chen, nghĩa là mọc giữa khu đông dân cư, gây tác động khiến nhà hàng xóm bị nứt, nghiêng và đổ sập. Là người có nhiều năm nghiên cứu về phòng chống sập đổ công trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Kế cho biết, theo quy định, khi thi công trong đô thị, đào móng sâu bao nhiêu mét thì phải tính toán tác động đến các ngôi nhà quanh đó trong phạm vi gấp 4 lần độ sâu và đưa ra các giải pháp chống đỡ. Tuy nhiên, để giảm chi phí, hầu như ít ai chịu làm, hoặc có làm cũng chỉ để cho có để được cấp phép. Khảo sát về địa chất, khảo sát về kết cấu, cũng như khảo sát về đánh giá cái cấu bên cạnh này nó ở trong cái tình trạng mới, cũ hoặc là lương ở luôn dạng bị hư hỏng. Cái khảo sát đấy đòi hỏi công phu rất nhiều công phu và tốn kém. Nếu khảo sát đấy không tốt hoặc là không đầy đủ số liệu để đưa vào thiết kế thì rất dễ xảy ra những nguy cơ như là nứt, nghiêng, thậm chí là sập đổ. Còn với kinh nghiệm 30 năm xử lý nhà nghiêng, nhà lún, thân đen xứ Bắc, tiến sĩ Đỗ Quốc Khánh nhận định, việc nhà dân đổ sập xảy ra nhiều thời gian gần đây có phần lỗi lớn từ sự yếu kém về năng lực, kinh nghiệm của cả người thiết kế lẫn các chủ thầu thi công. Thì thông thường lúc này là nhà dân người ta đặt cái tín nhiệm rất nhiều lên nhà thiết kế và chủ thầu. Thì nhà thiết kế thì là có hành nghề một cách bài bản. Thế nhưng mà chủ thầu thì hầu hết là đều là các hàng ngũ thợ cả hoặc là những người mà không được đào tạo bài bản. Thế cho nên thường nó lại nhà dân thì thường lại rơi vào lỗi của thiết kế và lỗi của chỉ huy thi công. Chúng ta đào tạo để cho các kỹ sư giải quyết một bài toán xuôi, tức là chỉ biết làm mới thôi, nhưng lại không được đào tạo kỹ lưỡng về các vấn đề ảnh hưởng đến lân cận. Thế và thông thường những người có kinh nghiệm về vấn đề này thì người ta phải học ngoài thực tế, người ta đã bị một số lần rồi hoặc người ta đã phải từng giải quyết một số vấn đề rồi thì người ta mới có khả năng thiết kế. Ở nước ngoài, mật độ nhà cửa dù đông hơn nước ta, tình hình xây chen cũng rất phổ biến, nhưng những sự cố sập đổ ít xảy ra. Ngoài việc khảo sát địa chất kỹ càng, thiết kế chính xác, còn do họ có các phương án chống sụt lún móng nhà bên cạnh rất khoa học và nghiêm túc. Trong cái thiết kế anh có dự báo nếu chuyển vị như thế thì nhà bên cạnh, nhà nào là lún, nhà nào thì nứt. Nhà trong phạm vi nào là lún, nhà về nước lũ nghiêng, bao giờ cũng có cái bài toán dự toán hết, dự tính hết. Và người ta sẵn sàng phòng ngừa một số thiết bị và phương tiện thi công đặt sẵn. Khi xảy ra sự cố thì dùng cái lấy để cứu chữa, để phòng ngừa. Thì hiện nay Việt Nam mình không quan tâm, hoặc ít quan tâm. Cho nên khi xảy ra sự cố, muốn đi tìm máy, muốn đi tìm vật tư thiết bị thì có khi không kịp. Mỗi ngày, trên cả nước có hàng nghìn, hàng vạn ngôi nhà mới mọc lên. Tốc độ xây dựng thì ngày một nhanh, trong khi trình độ, năng lực của đội ngũ kỹ sư, cai thầu lẫn cơ quan quản lý thì bao năm qua vẫn vậy. Do đó, việc xây nhà mình làm sập nhà hàng xóm nếu có tái diễn trong tương lai cũng không có gì là khó hiểu.